Rồi, cả nhà ơi, bây giờ trời tối rồi, hai chồng mình đi ăn, có người mời hai chồng mình đi ăn, cho nên giờ hai chồng mình đi. Gội đầu chưa kịp gội, sửa tóc nữa chưa. Có ai mà để bông đây nè, mình đi xuống lầu nha, xuống cầu thang. Rồi xong với chứ chà, sao quên giải này là vậy? Mình trời đang mưa râm râm á cả nhà. Tối rồi, giờ này mấy giờ anh? 6 giờ hả? Quên giải cục pin lại, sorry. Thì bây giờ mình trên đường mình đi qua nhà gái, gái Úc. Rồi cái Út đãi hôm nay đãi hai vợ chồng mình ăn cơm chiều, cho nên bây giờ mình đi, trời đang mưa râm râm. Cả nhà thấy đường đây, coi đường nè, lá rụng mùa thu rồi, lá rụng rơi rơi ha, mà đầy sân luôn, nhưng mà trời mưa nè, đi không chừng coi chừng cái là té chết luôn á, trơn á cả nhà, té. Đi khoảng vài trăm mét là tới nhà con gái rồi. Ở đây sống ở đây là mấy đứa con, nếu ví dụ mà nó ra 18 tuổi rồi thì nó đứa nào muốn sống chung cha mẹ thì sống, còn không sống chung cha mẹ thì nó dọn ra hết á. Ở đây là con 18 tuổi là không có cha mẹ, không có quyền được con cái được quyền quyết định dọn ra hay là ở chung cha mẹ, cho nên đó là mẹ Trinh có ba đứa con thì ba đứa đều dọn ra hết rồi, không có ra ở chung trong nhà hết trơn á, chỉ còn có hai vợ chồng thôi. Mà mấy đứa nhỏ cũng lớn rồi, mình đâu có bắt buộc tụi nó được đâu. Đứa nào cũng 30, 20, đứa út nhất là 26 tuổi rồi, đứa lớn là 30 rồi. Đó thì lớn hết rồi, đâu có còn nhỏ. Cho nó ra để nó đi học, sống với cha mẹ biết chứ nào khôn ha cả nhà. Đi một đàn, học một nhà sàn khôn chứ. Mấy đứa con có Mai Trinh là tự lập hết, từ nhỏ lận. Nó giờ bên đây nó đang làm nhà, nó làm, đang làm nhà nè, cả nhà làm đường. Coi nó đào, nó xới lên kìa, giống như một bãi chiến trường ha. Hôm bữa bên nhà Mai Trinh cũng vậy, cho làm đẹp nha. Nè, nó mới làm cái này lại nè, đẹp nha. Nhưng mà mở cửa cho mình vô, mở cửa cho mình vô, cảm ơn nhiều. Bây giờ ra bắt nhà nó hả? Trời, bấm chuông bây giờ tao mở cửa chứ. Cảm ơn nhiều. Ủa? Mẹ nghe nhạc mà không phải nhạc ở đây hả? Sao nói đi, mình làm party video mà. Sao nói sớm chút đi. Dạ. Dạ sao? So, ồ bộ con nói là photo party pyjama sao? Nói thế nào ta? Xong chưa, nói xong chưa? Hello, hello. Mấy bắt đầy. Đại đi. Xong rồi xong chưa? Điện ngay nữa. Biết làm không? Ôi, internet. Mẹ nói chuyện với chú ba nè. Dạ, bữa nay đang chụp tới đó nè. Chụp đó của mẹ. Cục vàng của bà đó chứ không phải của mẹ. Bữa thì ăn chụp cái hơn đã không? Làm gì sao? Làm gì anh? Sao làm gì vậy? Shake egg. Hay nó được nha con. Mày chỉ biết cầm ra mày nè. Ăn hộp gà nhiều được nhiều con. Tại sao gà vậy? Sao tụi mang phô miên thịt vậy đó? Nafi, yo ahorita te mando este postillo, ¿bien?
Cái gì nhà muốn biết bắt là sao? Năm bạc rồi hả? Thấy đường được trắng trắng chứ. Bố mày, bố con... Mẹ chưa có làm nước đường nha. Đi toàn, không biết đâu. Thôi, toàn, toàn đi con. Bệnh thì là bệnh thôi. Ngọt là nó sẽ ngọt, rồi nên nước sẽ nóng nhà mẹ. Thì hầu làm lò hộp gà làm gì vậy? Ăn mít đó sẽ ăn. Ủa trên đây người ta đãi mình ăn thịt cục thịt bò với ăn hộp gà, con tội con tôi vậy? Nói rồi. Thì thằng kia có nhà. Dạ, cho nó cay cay trước đi ăn cho nó nóng chơi. Ở ngoài nó đang lạnh ngoài. Thì xin đại tiêu đại dơ để cho ăn cho nó nóng. Nó làm hôm nay muốn đại cái đường. Sao không chú nói sớm hơn gió mà. Sao con? Dạ lâu. Rồi luôn giọt biết cái sáng vậy. Dơ cái nhà. Dơ nhà dơ. Thôi. Thay đồ rồi còn mặc đồ gì nữa. Nó lót đồ vậy cũng đỡ rồi. Dạ. Nó lót vậy cũng đỡ, đưa vô không đỡ. Ở ngoài bùng lầy không à. Không làm mùa hè không chịu làm, tới giờ mùa đông cũng mặc đồ làm. Dạ. Đi vô. Cái gì vậy? Mình ai đãi mình ăn gì đây? Để cho mình đãi mình gì đây? Wow. Trang trí đầy đủ nha, đẹp đẽ nha. Chưa mà. Chưa sắp tới sáng nay xin mời, xin mời 3 cái bọc xin. Cái xin mời này. Ừ, anh đó. Bữa nay ăn thịt miếng nữa cơ nhà. Bít tết miếng bự nữa nè. Đẹp rồi. Ngon. Còn nữa ta. Ừ. Cầm đầy đi mình. Ừ. Rồi tìm sao thôi đứa. Anh hai tất nhiên có tới rồi. Chị ba cũng biết sao mà. Chị ba cũng không nhận được. Hay lắm, đều biết đấy. Được rồi. Nhiều người không có nhận được. Bao giờ về nữa sao? Chị trai muốn nói á. Cái mẹ tôi nói nếu mà không có mẹ chưa có mua đồ thì từ từ mua để mua con biết mua về không? Ừ. Nhưng mà mẹ nói mẹ mua đồ rồi nhưng cũng không có gì đâu. Thì bớt chừng mẹ mua chứ chừng mẹ muốn làm mình làm ít lại hối. Dạ. Làm được mấy cái bự chụp quá. Nhỏ xinh. Hai bên bể hả? Bự rồi. Bể bự hả? Bể bự hả? Nhưng mà tháng phải bữa hai chè được nha. Sao? Tại vì cái này xanh á, tại là mình đã dứa nó ngon. Ui, mẹ làm cái gì? Mà. Ui, màu. Làm đi mua nhưng mà mẹ có để quên đi vô được không? Ngon. Cũng ngon rồi.